Các bác thân mến, ở video clip lần trước thì em cũng đã test một bản nhạc được thu âm trước năm 75 trên bộ cấu hình gồm có cặp loa cổ huyền thoại Pioneer CS99AFB, thứ hai đó là chiếc âm ly Sansui QRX8001 và thứ ba đó là chiếc đầu CD Sony 3.5 ESG. Còn ở video clip lần này thì em sẽ test thêm một bản nhạc nữa được thu âm sau năm 75 trên bộ cấu hình này để các bác có thể tham khảo. Đối với cặp loa cổ huyền thoại Pioneer CS99AFB, đây là một trong số những mẫu model được những người chơi audio rất là yêu thích vì chất âm của nó đem đến tiếng rất là ấm và mộc. Ngoài ra thì các bác thấy về hình thức kiểu dáng của nó rất là đẹp, giúp chúng ta có thể bố trí bày biện trong phòng khách trong gia đình rất là sang trọng. Đây là những cặp loa vừa chơi, vừa bày, vừa ngắm, vừa nhìn, nhìn rất là tuyệt vời. Và cặp loa này thì có trở kháng là 8 ohm và có độ nhạy là 97 dB và có công suất là 100W trên một loa. Loa có chiều cao là 63, ngang là 42 và sâu là 30. Mỗi một chiếc loa có trọng lượng lên tới là 23,5 kg. Cặp loa này với tình trạng rất là đẹp có mức giá là 48.500.000 đồng. Thứ hai đó là chiếc âm ly Sansui QRX8001. Đây là chiếc âm ly thuộc dòng G-Saver cổ của hãng Sansui. Nếu như các bác có điều kiện kinh tế nó không quá cao thì các bác muốn sở hữu cho mình những cặp loa cổ huyền thoại như cặp loa Pioneer CS99AFB như thế này mà các bác chưa đủ điều kiện kinh tế để các bác có thể sử dụng những chiếc âm ly đôi lứa xứng đôi như dòng 9090DB hay là G8000, G9000 thì các bác thấy chiếc âm ly Sansui QRX8001 này thì cũng là một đối tác rất là tuyệt vời để kết hợp với cặp loa này. Chiếc âm ly này thì có mức giá là 26 triệu đồng. Dòng này thì nó có công suất tiêu thụ điện là 370W và nó sử dụng 8 con sò. Ở phía trên thì các bác thấy đó là chiếc đầu CD Sony 3.5 ESG có mức giá là 15 triệu đồng. Và sau đây thì xin mời các bác cùng vào nghe và thưởng thức một đoạn chất âm trên bộ cấu hình này. Trên bước đường
giữa màn đêm thường xé nát con tim. Em ơi, trái đất vẫn tròn, chúng mình hai đứa sẽ còn gặp nhau. Nàng nay là nữ cứu thương trên chiến trường.